này. Rồi, chào cô. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Vi Thị Sao, phó hiệu trưởng trường tiểu phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nòng Kè số 1. Hiện tại mình đang ở điểm bản điểm trường Hồi Đá hay còn gọi là chuyên gia 3. Điểm này là điểm xa nhất của nhà trường. Đi từ trung tâm lên đây là cách 20 km. Nên là trường rất là khó khăn về đường đi lại này. Về các cháu học sinh nói chung là mọi cái đều khó khăn. Đấy, các nhà thì tạm này. Mái tôn thì cũng hỏng rồi nên tạm rất là giống như là không biết tả là giống cái gì được nữa. Đây các đồng chí xem là giúp đỡ nhà trường, mong các nhà hảo tâm là điểm trường này thì xây từ bao giờ cô? Điểm trường này dựng từ nói chung là rất lâu rồi. Cũng cách đây hơn chục năm rồi. Trước kia là chưa tách từ trường Mường Tong. Tách từ trường Mường Tong ra là từ năm 2006. Thì từ hồi đấy là tách thành trường tiểu học Nòng Kè số 1. Xong về sau là nâng lên trường thành trường dân tộc bán trú tiểu học Nòng Kè số 1. Được tách ra là từ năm 2006. Vâng, ở đây thì dân bản mình là chủ yếu dân tộc gì ạ? Chủ yếu là dân tộc Mông. Dân tộc là Dao thì ít thôi. Phòng đây là phòng 2 lớp thì là có lớp 1, lớp 2 đúng không ạ? Đúng rồi, cũng có 2 phòng, lớp 1, lớp 2, lớp ghép. Mỗi lớp là hơn chục em học sinh. 12, 13 em đấy. Điểm này là điểm trường rất là khó khăn, xa nhất ở trường của mình đấy. Cái này thì chắc là mùa hè rất là nóng. Mùa hè thì nóng lắm. Mái tôn thì tạm thế này, xong là mưa đá này, nó bị thủng một chỗ này. Trước mưa đá này, xong là mưa đá còn bật mấy lần này. Sửa đi sửa lại mấy lần cho dân nó sửa. Nhưng rất là khó khăn, mong các nhà hảo tâm là giúp đỡ. Cô thì ở đây thì dân sống tập trung hay là như nào? Dân thì cũng tương đối là tập trung. Nói là từ dưới kia lên là ở bên khu kia nữa. Với đoạn này thì dưới xuống vừa là tập trung. Thì vâng, dân ở đây thì có đủ ăn hay là như thế nào? Dân thì cũng rất là khó khăn, toàn hộ nghèo, 100% hộ nghèo em ạ. Nên là nói chung mà nói về đủ ăn thì cũng tương đối thôi, cũng không phải hết được. Cũng gần 50% là gọi là đủ ăn thôi. Đa số là cả bản đều được hộ nghèo hết, được xác nhận hộ nghèo hết. Là dân là đa số sinh sống bằng làm nương rẫy chăn nuôi với ruộng thì có ít lắm, bây giờ mới phá khai hoang được ít ruộng thôi. Ở đây thì là có trường mầm non đúng không ạ? Thì đúng đã rồi. Được xây rồi, đây có nhà bếp với nhà vệ sinh rồi này. Rồi. Thì cái việc thầy cô ở trên này có phải cắm bản không hay là sẽ đi về? Có, thầy cô vẫn cắm bản. Thầy cô ở đâu ạ? Thầy cô là ở chung với mầm non xong là ở trên bản. Trước thì cũng ở trong này có một cái phòng giữa này thầy nghỉ đây này, cái chỗ này. Đây thì cái phòng bé. Thầy nghỉ chỗ này. Thế là cũng do thời tiết mà khó khăn thì các thầy nghỉ đây. Còn là hôm nào mà mưa gió mà thời tiết nó không đái thì thầy thỉnh thoảng lại về. Thì cái khoảng cách mà thầy về thì vẫn là 20 cây như vừa nãy mình đi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Mưa gió là sẽ có khăn hơn. Đi lại xe cộ lúc nào cũng ra số là cứ hỏng suốt. Sang này đi lại khó khăn. Chỗ này thì nước nuôi thế nào? Nước thì có đảm bảo nước, có truyền ở trên dân về, có dây nước về. À đây mình có bể nước đây này. Có bể nước. Dùng chung với mầm non. Là trường là chưa có điều kiện nên là cũng đang đợi các nhà hảo tâm để xây dựng. Thế cái điện của mình thì sao? Điện thì hiện tại là nhờ của dân thôi. Nhưng mà ở đây là có điện chứ có cột rồi. Điện. À đây có cột mới điện. Mới lắp vừa rồi này thôi. Mới lắp cách đây khoảng 2 tháng thôi. Nhà nước mới lắp lên trên này cũng có điện rồi. Nên là các thầy cũng nhờ của dân. Thắp sáng được ít. Chứ chưa trực tiếp lắp được. Này nếu mà xây mình chỉ xây 2 phòng học. 2 phòng với 1-2 phòng cho giáo viên nghỉ ngơi. Phòng giáo viên. Hiểu có được không? Đấy, để em tính toán. Cố gắng giúp nhà. Ở đây thì có nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ thôi này, đỡ này. Chỗ này thì được 3 cứng này, cũng nhà. Đây là nhà tôn chứ nhỉ? Tôn, nhà tôn gọi là 3 cứng đấy. À tôn một nửa. Tôn một nửa. Cái này có mát không cô? Cái loại này thì có mát không? Cũng gọi là còn hơn là tôn không, cái kia nó cũng là tôn chống nóng. Ở bên mầm non này là có 40 bạn nhỏ. 40 bạn nhỏ. Thế thì ví dụ như các bạn học ở trong này như thế này có bị hóa chất hay là như nào về độ tuổi? Các cháu nó nhỏ thì cũng
nhìn thì cũng chật thật, ngồi xung quanh thầy thì ngồi giữa thế này và xung quanh là hai hàng đấy, hai hàng xung quanh đấy dạy. Thế cái lớp cũ là bây giờ là dùng để nấu ăn nữa? Ừ, để làm bếp cho các cháu. Một lo là nấu ăn học sinh mà. Bên tiểu học thì các cháu ở đây thì về nhà ăn cơm xong là chiều đấy đi học.